Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương lương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người thừa hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm được an lạc.
nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn từng khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Thưa quý vị, như vậy là ngày mai là chúng ta bế mạc. Nhưng mà sư lưu ý với quý thiền sinh là chúng ta hãy cẩn trọng, không nên để cho tâm của chúng ta chịu ảnh hưởng rồi nó dẫn đến cái sự dễ vui. Khi tâm chúng ta lui sụp thì chúng ta rất khó đạt được những sự lợi ích trong việc hành thiền. Quý vị cần phải nỗ lực thực hành, bởi vì chỉ có như vậy đó, quý vị mới có những cái trải nghiệm sâu sắc. Mà chỉ khi chúng ta có những trải nghiệm sâu sắc, chúng ta mới thấy các vấn đề của chúng ta nằm ở chỗ nào. Rồi từ đó đó, khi chúng ta về với đời sống cư sĩ tại gia, chúng ta có thể tự xử lý được. Còn khi mà chúng ta có sự lơ đãng trong việc thực hành thì đề mục thiền của chúng ta sẽ nắm không có chắc, và đến khi về thì chúng ta cũng sẽ bỏ bê, không có thực hành nữa. Lưu ý giống như là việc những người mà tập thể dục vậy, nó không thể nào mà khỏe trong ngày 1, ngày 2, mà nó cần sự kiên trì. Để có được sự kiên trì đó thì chúng ta phải nắm vững phương pháp thực hành, rồi chúng ta phải kiên trì. Quý vị nghĩ đi, bây giờ chúng ta ở thiền viện mà tâm chúng ta còn không có vững, không tập trung được, thì khi về đời với những cái sự cám dỗ, với những cái phiền não ở bên ngoài, làm sao quý vị có thể thực hành được? Việc quán tưởng tướng bộ xương đem lại lợi ích gì? Thứ nhất, đây giống như là một bản nâng cấp từ việc theo dõi hơi thở qua việc quán tưởng tướng bộ xương. Nó đòi hỏi chúng ta cần định tâm cao hơn. Cho nên với những vị mà thực hành thiền hơi thở một cách sơ sài trước đó, chưa có sự nỗ lực, chưa có sự tập trung, quý vị sẽ thấy khá khó khăn khi chuyển qua việc theo dõi tướng bộ xương. Nếu như mà chúng ta thực hành trong cái khóa dài hơi, ví dụ như trong một tháng chẳng hạn, thì xin thưa là sư sẵn sàng cho quý vị hành thiền hơi thở suốt nửa tháng. Bởi vì khi đó đó, cái số lượng thiền sinh có được các cái nimitta của hơi thở, tức là thấy được cái tướng hơi thở, sẽ nhiều hơn. Và như vậy việc thực hành đề mục bộ xương nó sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với quý vị. Còn bây giờ thì nó giống như là miễn cưỡng vừa đủ xài, cho nên đối với nhiều vị thì sẽ khá là khó khăn. Do đó chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn, tâm của chúng ta cần phải hoạt động nhiều hơn. Khi chúng ta quan sát tướng bộ xương, như sư nói, chúng ta quét từ trên xuống dưới, quét từ từ, quét tới đâu là phải rõ tới đó, chứ không phải chúng ta quét một cách sơ sài. Quét để chúng ta thấy rõ từng cái chi tiết của bộ xương.
Rồi khi đó chúng ta lưu trữ ở trong tâm của mình, dùng niệm để ghi nhớ. Và cứ thế chúng ta quét từ trên xuống dưới, quét chậm rãi thôi, không cần phải quét nhanh đâu. Và như vậy đó, chúng ta quét liên tục, thí dụ như quét một lần, hai lần, ba lần, năm lần, mười lần. Để chi vậy? Để chúng ta có thể nhìn thấy được bộ xương của chính mình đó, được rõ ràng. Như vậy mục đích chúng ta thấy rõ đến mức độ nào, thấy rõ y như cái bộ xương kế bên đây. Chúng ta phải thấy rõ như vậy. Mà để thấy rõ như thế, đòi hỏi tâm của chúng ta nó sẽ cần định được rất là nhiều, chúng ta mới có thể thấy rõ như vậy. Do đó khi quý vị quan sát tướng bộ xương mà thấy nó còn mờ mịt, nó giống như là một cái hư ảnh, giống như một cái làn xương khói, thì có nghĩa là chúng ta còn cần tiếp tục quan sát. Đương nhiên việc thực hành là chúng ta dựa trên cái tưởng. Nhớ giùm sư, tất cả các phương pháp thực hành thiền đều phải dựa trên tưởng. Quý vị không có cái tưởng, không có cái sanh nha đó, không có cái sự định đặt, thì chúng ta không thể thực hành thiền ở bất kỳ đề mục nào. Cho nên đừng nghe đến việc là dùng tưởng để tưởng tướng bộ xương thì chúng ta bối rối. Bởi vì bộ xương đây là có thật, và chúng ta dùng cái tưởng để chúng ta xác định đó. Và dần dần á, khi tâm định của quý vị trở nên ngày một mạnh mẽ hơn, cái tướng bộ xương ngày một rõ ràng hơn, thì cái nhìn của quý vị nó sẽ càng ngày càng chính xác hơn. Cho đến cuối cùng, vị hành giả bằng tâm định, vị đó có thể nhìn rõ bộ xương thật sự của mình. Nó không còn là cái bóng mờ xương khói nữa, mà nó rõ ràng. Khi chúng ta quan sát như vậy đó, chúng ta làm cho định được phát triển, làm cho niệm được phát triển. Vai trò của niệm là để nhắc nhở chúng ta, đây là xương vai, đây là xương cánh tay, đây là xương khuỷu tay, đây là xương bàn tay. Và như vậy đó, chúng ta như một nhà vua xem xét tài sản của mình, chúng ta xem xét tướng bộ xương của mình nó như thế nào. Còn cái anh Tuệ đó, ảnh làm gì trong lúc này? Ảnh sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy được bản chất của bộ xương. Đó chính là bản chất vô thường, bản chất khổ, bản chất vô ngã, bản chất bất tịnh, bất mỹ, không đáng ưa. Anh Tuệ đó, ảnh sẽ liên tục quan sát điều đó. Tức là trong suốt thời thiền, các hành giả quan sát bộ xương, quét từ đầu cho đến chân, để nhìn bộ xương của chính mình càng lúc càng rõ ràng. Và khi nhìn như vậy, chúng ta có sự nhận thức, cái bộ xương này thật là bất tịnh,
bộ xương này nó đang biến hoại, nó đang đem đến sự đau khổ. Nhưng mà để tránh cho nhiều vị hành giả bị rối, thì có khi chúng ta chỉ cần tập trung vào tướng bất tịnh bất mỹ của nó là được rồi. Tức là chúng ta không cần suy tư nhiều để tránh tâm chúng ta bị rối, thì chúng ta chỉ quét bộ xương này và thấy nó là bất tịnh, bất mỹ, không đáng yêu. Liên tục quét như thế. Như vậy đó, việc thực hành tướng bộ xương khi ngồi, chúng ta thấy chúng ta ngồi như thế nào thì bộ xương của chúng ta cũng có tư thế như thế đó. Rồi khi chúng ta đứng, chúng ta đi, chúng ta cử động thì bộ xương đó cũng đang đứng, đang đi, đang cử động. Với các cử động của tay, chúng ta nhìn thấy rõ là các đốt xương đang cử động. Với các cử động của chân, chúng ta nhìn thấy rõ là các đốt xương đang cử động. Với sự di chuyển, chúng ta thấy rõ là cái khối xương này nó đang di chuyển. Lúc bây giờ tâm chúng ta như là một cái máy quét vậy đó. Nó thấy rõ cái bộ xương đang chuyển động. Mục đích gọi là cái tiêu chuẩn của chúng ta đó là gì? Là cho đến khi nào chúng ta nhìn bộ xương này nó được rõ ràng, không có tì vết, thì khi đó là chúng ta đạt chuẩn. Và việc này đương nhiên là cần thời gian. Rất khó để cho các vị thiền sinh trong vòng 2 ngày có thể nắm bắt được tướng bộ xương. Nhưng điều đó đừng có lo lắng, bởi vì có nhiều vị thiền sinh thực hành thiền trong một khóa chưa thành công, thì chúng ta hành tiếp khóa thứ 2, hành tiếp khóa thứ 3, hành tiếp khóa thứ 4, không có vấn đề gì cả. Chúng ta thực hành càng nhiều, tâm định của chúng ta càng được huấn luyện và nó càng mạnh mẽ, thì chúng ta càng có thể quan sát nó một cách rõ ràng. Cho nên đừng lo lắng gì cả. Mà điều chúng ta cần lưu ý là phải giữ mình, đừng có buông lung phóng dật. Khi chúng ta buông lung phóng dật thì chúng ta hành thiền nó kém hiệu quả, nó uổng lắm. Chúng ta đã thu xếp rất nhiều thời gian, chúng ta hy sinh ngày nghỉ, hy sinh công ăn việc làm, hy sinh rất là nhiều để thu xếp trong cái khóa thiền này, mà chúng ta để cho bản thân mình bị buông lung phóng dật theo ngoại cảnh thì nó rất là uổng phí. Hãy nỗ lực cố gắng. Như vậy, mục đích của việc thực hành gọi là quán thân trên thân thông qua tướng bộ xương giúp gì được cho chúng ta? Nó giúp cho chúng ta đi đến sự ly dục. Việc thực hành rải tâm từ giúp cho chúng ta đối trị với tâm sân. Thì việc thực hành quán tưởng tướng bộ xương giúp cho chúng ta đối trị với tham dục. Tham dục là một cái chứng bệnh của loài người. Mà chính bởi vì tham ái
cho nên chúng ta đau khổ. Vì vậy khi chúng ta thực hành quán bộ xương một cách thuần thục, chúng ta sẽ nhìn thấy thân này là một bộ xương. Như vậy chúng ta tránh được sự ái luyến với chính cơ thể này. Rồi khi chúng ta đối diện nhìn người khác, chúng ta cũng thấy họ như là một bộ xương. Như vậy chúng ta tránh được sự ái luyến đối với người khác phái. Nhờ như vậy trên con đường tu của chúng ta, tham dục được đi đến sự tiêu hoại. Và lưu ý là khi nhìn người khác, chúng ta phải nỗ lực dùng tâm của mình để thấy được bộ xương của họ. Đừng thấy da mặt, đừng thấy mắt, thấy môi, thấy mũi, bởi vì đó là cái thấy của tham ái. Do đó chúng ta hãy nỗ lực thực hành để quán thân bên trong mình và quán thân ở bên ngoài. Cho đến khi ăn, chúng ta cũng thấy rõ là các cái khớp xương đang nắm lấy cái muỗng và đưa vào miệng, với cái đầu lâu có những cái răng nó đang nhai. Chúng ta thấy như thế. Nhờ như vậy đó, tham dục nó sẽ được giảm thiểu. Khi quý vị trở về với đời sống cư sĩ tại gia, thì đề mục mà quý vị nên thực hành một cách thường xuyên nhất, đó chính là đề mục tâm từ. Như sư nói, khi thực hành tâm từ, chúng ta có thể vừa lái xe, vừa quét nhà, vừa nói chuyện với đồng nghiệp trong tâm từ. Chỉ cần chúng ta quán tưởng người đối diện hoặc những ai trong tầm mắt của chúng ta là con của mình, thì khi đó chúng ta đều có thể thực hành tâm từ. Và nếu như chúng ta muốn đạt được sự lợi ích ở trong đời sống, thì chúng ta nên thực hành tâm từ. Nếu như chúng ta muốn cái việc tu của chúng ta được dễ dàng, thì chúng ta nên thực hành tâm từ. Nếu như chúng ta muốn chúng ta không có khác lạ đối với những người xung quanh, thì chúng ta nên thực hành tâm từ. Nếu như chúng ta muốn tránh đi những phiền não, thì chúng ta nên thực hành tâm từ. Nếu như chúng ta muốn tránh những xung đột trong gia đình, trong công ty, đối với bạn bè, các mối quan hệ, chúng ta nên thực hành. Ứng dụng của tâm từ nó cùng khắp trong đời sống của người cư sĩ tại gia. Còn khi mà chúng ta ngồi một chỗ, chúng ta không thực hành thiền tâm từ, mà tâm chúng ta không có gì nổi trội, thì quý vị có thể quay trở về theo dõi hơi thở. Hoặc khi tâm chúng ta bị tham dục chi phối, chúng ta nhìn thấy người đối diện quá đáng yêu, đáng thương, dễ mến, chúng ta thấy rằng chúng ta đã bị cắn phải cái mồi câu của ái dục, thì hãy nhớ quay trở về đề mục bộ xương. Nhờ như vậy đó, chúng ta có thể vượt qua. Và nhớ là phải thu thúc các căn của mình lại. Mắt bớt nhìn, tai bớt nghe, lưỡi bớt nếm, mũi bớt ngửi, thân bớt xúc chạm, ý bớt suy tư, thì chúng ta bớt phiền não. Chúng ta giao tiếp với ngoại cảnh càng nhiều thì nó càng phiền não. Phải biết phòng hộ chính mình. Và nhớ cái tham dục
nó làm hoại thiền. Khi mà chúng ta bị cái chìm đắm trong các dục, các thiền nó sẽ bị tiêu hoại. Khi chúng ta chìm đắm trong các dục á, thì tâm chúng ta trở nên yếu đuối. Cho nên hãy luôn cẩn trọng đối với tham dục ở thế gian. Khi quý vị về với đời sống cư sĩ tại gia, sư có lời khuyên là quý vị nên giữ giới, ráng giữ giới giùm sư. Công ăn việc làm của mình á, nếu như có khả năng, có cơ hội mà kiếm được cái nghề nào á giữ được giới thì nên. Sư từng gặp một cái người mà họ nói chung là đang xuống dốc, và sư có nói với vị đó rằng anh nên đổi nghề. Nếu như cái việc đổi nghề của anh mà nó làm anh bị mất đi một nửa tài sản thì nó cũng đáng để đổi. Và sau khi đổi cái nghề rồi đó thì hãy ráng giữ giới. Nếu như việc giữ giới của anh mà khiến anh mất thêm một nửa tài sản nữa thì cũng nên giữ giới, nó cũng đáng để mất. Có nghĩa là bây giờ anh chỉ còn 1/4 tổng tài sản của mình mà anh làm được thì đó cũng là nên làm. Bởi vì khi đó đó chúng ta mới sống một cuộc sống như là con người. Còn nếu không, cái đời sống của anh mà anh nhiều tiền như thế thì nó cũng chỉ là để anh sống tốt hơn trong cái trại tâm thần, hoặc là để cái đám tang của anh nó được rình rang, người ta mời mấy cái đám gánh BD rồi múa lửa, nó tới nó múa cho cái quan tài, trước quan tài của anh thôi. Cho nên về đời sống cư sĩ tại gia, nếu như có thể thì hãy kiếm những cái ngành nghề nào mà chúng ta không hại mình, không hại người. Trong đời, trong cái công ăn việc làm, hãy nỗ lực rải tâm từ và ráng sống giữ gìn năm giới. Chỉ khi đó, đó thì chúng ta mới xứng đáng là một người cư sĩ tại gia. Rồi thỉnh thoảng chúng ta nên đến chùa, đến các thiền viện, tham dự các khóa tu. Chúng ta giống như là những cái cục pin vậy đó, xài nó hết pin thì phải vào chùa để sạc. Khi nào mà quý vị ngại đến chùa rồi đó, là khi đó chúng ta biết là chúng ta đang xuống dốc, chúng ta đang chìm đắm trong phiền não. Nó giống như bệnh nhân mà một khi đã ngại tới bác sĩ rồi là lúc đó cái bệnh nó trở thành cái bệnh là trầm kha bất trị, chỉ có chuẩn bị sẵn đất cát xi măng. Cho nên hãy thường xuyên có dịp thì đến chùa và nghe pháp. Xin thưa với quý vị, thời nay không có một ông tà sư nào mà nói là tôi dạy tầm bậy hết trơn á. Ai cũng nói là tôi dạy đúng theo lời Phật dạy. Cho nên hãy cẩn trọng, hãy thận trọng. Không nên vì nơi đó là một cái nơi nổi tiếng, không nên vì nơi đó là một nơi có nhiều người theo mà chúng ta tin tưởng hoàn toàn, không có đâu. Nhé.
phải luôn luôn đối chiếu với kinh và luật, xem những gì vị ấy nói có tương ứng với kinh và tương ứng với luật hay là không. Nhớ điều đó. Còn nếu như quý vị không có thời gian hoặc là nghĩ rằng mình không có thời gian, thì làm ơn làm phước đi học các lớp giáo lý dùm sư. Hiện tại trên kênh YouTube của sư thì có các cái lớp giáo lý do sư hướng dẫn hoặc do các vị khác hướng dẫn. Quý vị nghe, quý vị học, rồi từ từ á, chúng ta có được cái chánh tri kiến, tức là có cái nhìn đúng đắn, rồi sau đó, đó hẳn đi thực hành. Chứ nhiều vị kiến thức giáo lý không vững mà dám đăng ký khóa tu thì phải nói là quý vị gan quá. Có biết ông thầy đó, ông dạy cái gì không có đúng hay là không? Lỡ ông dạy mà tầm bậy tầm bạ làm mình chết nha. Cẩn trọng như sư nói, không có một ông thầy tà nào mà vỗ ngực xưng là tôi dạy tà hết trơn á. Cho nên phải học giáo lý để phòng hộ cho chính mình. Thì đó là cái sự mong mỏi của sư dành cho quý Phật tử. Rồi trong đời sống cư sĩ tại gia đó, khi mà chúng ta làm ăn thì nên có những cái khoản để dành chi tiêu cho phù hợp. Như trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói tài sản nên chia ra làm bốn. Một phần là để cho mình, tức là bồi dưỡng cho chính mình. Một phần là để cho cha mẹ, vợ con, tức là để cho gia đình. Một phần là để làm việc. Và một phần là chôn để dành. Cái chôn để dành ở đây tức là chúng ta lo làm phước, cúng dường, bố thí. Thì khi chúng ta có sự phân phối tài sản một cách hợp lý như vậy, đời sống của chúng ta được an vui. Thì ngày hôm nay là cái ngày cuối, ngày mai là bắt đầu là ngày mai là bế mạc rồi, cho nên là hãy nỗ lực hành thiền. Thời gian chúng ta không còn nhiều, còn sau đó đó mà quý vị muốn thực hành thiền nữa thì sư có những cái khóa thiền cuối tuần đó, tức là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật đó, thì quý vị có thể đến ở trong 3 ngày, trong 2 ngày, trong 1 ngày, hoặc sáng đi chiều về cũng được. Nhờ như vậy đó thì quý vị cũng được sạc pin cho chính mình. Và ngày hôm nay là ngày 13 rồi. Hôm nay là ngày 12. Ngày mai là ngày 13. Thì hãy nỗ lực dồn cái phước của mình á, để chúng ta hồi hướng đến cho mẹ và cha, đến cho thân bằng quyến thuộc của mình. Đến ngày 14 thì Thiền viện Nguyên Thủy có tổ chức đêm lễ đầu đà. Đêm lễ đầu đà là sao? Là chúng ta sẽ thức trọn một đêm ngăn oai nghi nằm để chúng ta tu tập, bao gồm thuyết pháp, luận đạo và các cái chương trình tu tập, để chúng ta đem dồn hết những cái công đức đó, chúng ta hồi hướng đến cho thân bằng quyến thuộc, còn hiện tại cũng như đã quá vãng.
Và cho đến sáng ngày 15 á, thì đặt bát hội, nhưng mà đặt ít thôi, chừng cỡ 20 vị thôi, chứ không có nhiều. Thì như vậy á, là chúng ta tạm xem như là chúng ta hoàn mãn và tham dự đầy đủ chương trình dành cho buổi lễ Vu Lan, mùa Vu Lan rằm tháng 7, để chúng ta báo hiếu đến cho gia đình. Còn hiện tại đây á, hãy tranh thủ thời gian còn lại không có nhiều, nỗ lực để hành thiền, theo dõi hơi thở, quan sát bộ xương, để khi chúng ta có vấn đề gì thì có thể gặp sư để sư hướng dẫn thêm, hoặc là để cho chúng ta rõ ràng hơn đối với đề mục thiền của mình. Nếu như bây giờ quý vị ở đây mà chưa nắm được đề mục thiền, chưa thấy rõ đề mục thiền, thì chúng ta hy vọng gì cái việc về đời chúng ta có thể làm được khi mà chúng ta bị đối diện với rất nhiều những cám dỗ. Khi về đời đó, nếu như chúng ta có những cái sự lui sụp, thì chúng ta nên làm thế nào? Bởi vì việc hành thiền nó cần thời gian tính bằng năm để có sự tiến bộ. Cho nên đôi khi chúng ta tu tập thì sẽ thấy có những cái sự nhàm chán do việc lặp đi lặp lại không thay đổi. Thì lời khuyên của sư là hãy làm cho đời sống tu tập của mình được phong phú hơn. Phong phú ở đây là chúng ta có thể nghe pháp, chúng ta có thể học các lớp giáo lý đó, bên cạnh việc hành thiền, để cho đời sống của chúng ta nó trở nên phong phú hơn. Ngay cả bản thân sư thì cũng có những lúc mà cái trạng thái tâm chán chường đó, lười biếng giải đãi nó khởi lên, thì sư cũng mở pháp lên sư nghe. Thì khi mà nghe pháp như vậy á, nó giống như là mình được ôn dưỡng ở trong pháp, mình được suy tư về pháp, rồi từ đó đó mình có được cái sức mạnh. Hoặc là chúng ta nghĩ về cái trách nhiệm của mình, hãy tìm cho mình á, một cái trách nhiệm. Và khi chúng ta có cái trách nhiệm thì chúng ta sẽ có động lực để tu tập. Ví dụ như chúng ta có trách nhiệm là độ cho cha mẹ của mình, mà để độ cho cha mẹ của mình á, thì chúng ta phải nỗ lực tu hơn nữa. Chứ còn cái kiểu mà lười biếng giải đãi như thế này, cha mẹ nhìn vô nó trời, nó đi tu, nó đi thiền về, nó cũng nằm chỗ thôi, nó cũng lười biếng, thì làm sao quý vị có thể thuyết phục được cha mẹ của mình? Việc thuyết phục người khác á, nó không phải bằng việc chúng ta đi, chúng ta liêm diêm, chúng ta dành thời gian, chúng ta ngồi thiền, để rồi chúng ta giống như là một người tách biệt với thế giới. Giống như chúng ta treo cái tấm bảng ở trước người chúng ta: tôi đang hành thiền, đừng có dại mà đụng tới tôi. Nó không được. Giống như chúng ta tách bạch với thế giới. Thì quý vị mong đợi gì việc chúng ta có thể giúp đỡ và tế độ được cho gia đình? Còn khi mà chúng ta hòa vào với đời sống thế tục á, thì chúng ta bị ô nhiễm. Chính vì như thế chúng ta phải có sự quân bình ở trong đó. Sự quân bình đó là gì? Đó là hãy nỗ lực tu tập tâm từ, hãy nỗ lực giữ giới,
hãy siêng năng tinh tấn trong các công việc. Các vị nữ thánh đệ tử vào thời Đức Phật, ngay cả khi các bà đó được gả vào gia đình ngoại đạo, thì các vị ấy vẫn siêng năng hoàn tất nghĩa vụ của mình đối với gia đình, rồi sau đó các vị ấy mới lo cho việc tu tập của bản thân, bao gồm việc đi chùa, cúng dường, tam bảo, vân vân. Đừng có để là mình tu về là mình xa cách quá ha. Còn nếu như quý vị xác định con đường xuất gia, tầm cầu giải thoát, thì chúng ta phải dứt khoát. Đừng có sợ người nhà mình buồn, cha buồn, mẹ buồn, người nhà buồn. Chuyện buồn là chuyện đương nhiên nha. Chuyện buồn là chuyện đương nhiên. Nó không hề dễ cho một người đi xuất gia, không dễ. Nhưng mà đó, rồi thì nó cũng sẽ qua thôi. Sư đã đi rất nhiều đám ma, người ta khóc trên trời dưới đất, nhưng mà rồi thì cũng thôi. Người sống tiếp tục sống, mà người chết thì đã chết rồi. Rồi người ta vẫn sống tiếp cuộc đời của họ, họ có cuộc đời của họ, họ sẽ tiếp tục sống một cuộc đời mà không có người khác bên cạnh. Đơn giản thế thôi. Quý vị đi xuất, nếu như với những ai đi xuất gia đó, thì rồi thì người nhà cũng sẽ quen với đời sống không có mình. Rồi họ vẫn sống cuộc đời của họ đó. Nhớ, mình có nghiệp của mình, họ có nghiệp của họ. Đôi khi việc xuất gia chỉ đơn giản là từ chối tiếp tục cộng nghiệp với nhau. Rồi khi quý vị tu tập, chúng ta có thể độ cho người thân của mình. Với những ai mà biết sư á, thì cũng biết một chuyện là cái ngày mà sư xuất gia đó, mẹ sư nói là mày đi xuất gia là tao từ mày luôn, từ giờ cho đi là không có cái đứa con này nữa. Mà bây giờ là bà thân sư là làm tu nữ ở trong chùa rồi, thấy chưa? Cho nên á là rồi thì mọi thứ nó cũng có thay đổi thôi. Còn cái chuyện mà mình đi tu thì chắc chắn đừng có sợ gia đình buồn, cái chuyện buồn là chuyện đương nhiên. Thì đó là cái sự nhắc nhở của sư. Hoặc là có đôi khi á, trong đời tu chúng ta có những lúc chúng ta lười biếng, thì chúng ta phải nỗ lực vực dậy cái tâm của mình. Như Bồ Tát á, có những kiếp mà Ngài dễ vui, Ngài lười biếng, rồi Ngài chìm ở trong các cái bất thiện. Rồi đó, khi Ngài giống như lúc bây giờ, Ngài giống như con voi mà nó bị sa lầy. Nhưng mà khi đó thì có một cái trường hợp nào đó nó tác động mãnh liệt đối với Ngài. Như là Ngài thấy một cái người phụ nữ ôm con khóc vì con bệnh chết trên tay của mình mà bất lực không cứu được, thì Ngài giống như một cái con voi mà bừng tỉnh, con voi trận mà bừng tỉnh, Ngài vùng dậy và Ngài tiếp tục nỗ lực tu tập. Rồi từ đó đó, có một lần ở trong chú giải pháp cứu có kể một cái câu chuyện là lúc mà Ngài đi ngang qua thấy là một con voi già bị sa lầy á, thì Ngài mới chỉ là bây giờ á, hãy lấy cái áo giáp khoác lên con voi và bắt đầu khua chiêng giống trống. Thì con giống như là quân lính hò hét xong trận á,
Thì con voi lúc bấy giờ nó tỉnh dậy, tỉnh dậy, và nó giống như là con voi chiến xong ra chiến trận, và nó mạnh mẽ, nó vượt ra khỏi cái bùn lầy. Chúng ta cũng như vậy, có những giai đoạn chúng ta chìm đắm trong các dục, chìm đắm và chúng ta nghĩ là chắc có lẽ là thôi, tu tới đây là đủ rồi, thì chúng ta cần phải kích thích chính mình, hoặc là tìm những bài kinh, những cái hoàn cảnh nó kích thích, nó tác động chính mình để chúng ta tỉnh dậy như con voi, nó bừng tỉnh khỏi giấc mộng, và chúng ta đứng dậy, chúng ta bước đi, chúng ta tu tập. Có những cái bài, cho nên là có những bài kinh sư đưa vào trong cái quyển kinh tụng, khi chúng ta đọc tụng chúng ta nổi cả da gà. Đó nó giống như là tiếng trống trận để nó đánh thức tỉnh mỗi người trong số chúng ta. Do đó hãy nỗ lực tu tập, đừng để cái tư tưởng hôm nay là ngày cuối rồi chúng ta buông lung phóng dật thì nó uổng dữ. Rồi còn muốn mà tán gẫu, muốn chụp ảnh, muốn lưu niệm, lưu bút cái gì đó thì để ngày mai vẫn chưa có muộn. Còn bây giờ hãy nỗ lực tu tập, đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích. Và đó là cái sự hướng dẫn của sư vào sáng ngày hôm nay. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khải Giá. Sabbadevata sabbabuddha nupangwe nasada soti pavantute pavatu sabbamangalang rakhantu sabbadevata sabbathamma nupangwe nasada soti pavantute pavatu sabbamangalang rakhantu sabbadevata sabbasangha nupangwe nasada soti pavantute. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm chúng thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.